Bán cũ soạn lại, áp lỗi thì giá tăng. Pioneer sung sướng khi Pi đạt ATH. Xin chào cộng đồng Pioneer. Chỉ trong vòng 3 ngày, giá Bitcoin trên toàn thế giới đã chứng kiến mức tăng trưởng rất mạnh. Hiện tượng này cho đến sáng nay vẫn còn tiếp diễn. Cộng đồng vẫn đang rất FOMO mua đuổi Bitcoin. Đợt tăng giá này nối tiếp đợt tăng vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, điểm khác biệt là nó xảy đến khi ứng dụng Pi vừa bị lỗi truy cập, khiến người dùng không thể vào ví được vào thứ năm vừa rồi. Đây cũng là hiện tượng thường gặp của Bitcoin. Cứ sau một đợt bảo trì, nâng cấp thì ngay sau đó sẽ là một pha tăng giá mới. Vậy thực sự thì điều gì đang xảy ra với Pi Network? Tại sao giai đoạn này lại xảy ra nhiều lỗi truy cập? Đây chính là lúc chúng ta phải lo lắng hay tiếp tục mua bán Bitcoin và chốt lời khi giá đạt ATH? Đây chính là những câu hỏi mà rất nhiều Pioneer quan tâm vào lúc này. Trong video ngày hôm nay, Pi Network Daily sẽ cập nhật những diễn biến nóng hổi nhất của mạng lưới vào thời điểm hiện tại, đặc biệt là giá Bitcoin trước thềm Open Mainnet. Qua đây chúng tôi mong muốn cung cấp cho các bạn một góc nhìn đầy đủ cả về chuyên môn kỹ thuật lẫn đầu tư kinh tế. Chắc chắn nội dung video này sẽ có nhiều thông tin thú vị dành cho bạn. Xin mời cộng đồng Pioneer theo dõi ngay sau đây. Phần 1. Tại sao ứng dụng ví Pi bị lỗi? Khoảng một tháng trở lại đây, mạng Pi đã ghi nhận nhiều bản cập nhật của PicoTeam. Tuy nhiên vẫn chưa rõ các bản cập nhật này có chức năng gì cụ thể, chỉ biết người dùng phát hiện nhiều lỗi truy cập vào hệ thống Pi. Lỗi này gây nghẽn mạng trong khoảng vài tiếng, sau đó ví Pi đã hoạt động trở lại bình thường. Về mạng lưới thì blockchain Pi trong những ngày gần đây cũng có những cập nhật quan trọng cho phép website trên máy tính có thể truy cập vào pinet.com, không bị rào cản như trước đây. Về máy nốt, Bonus trong những ngày gần đây cũng bị trả về khá thấp, mặc dù testnet 2 đã chạy được hơn một tháng. Trên các cộng đồng thì nhiều người tự bảo nhau nên tắt máy nốt vì đã liên tục nhiều ngày bonus gặp vấn đề, không trả thưởng và ăn trứng không. Phần 2. Giá Bitcoin tiếp tục FOMO. Thị trường sáng nay đã FOMO rất mạnh và rất khó lường. Trên nhiều hội nhóm OTC, giá Pi bắt đầu nhảy múa và người dùng đã rất hoang mang vì không biết đâu là giá chính xác. Theo ghi nhận thì vào lúc đỉnh điểm, có nơi bán 25.000 đồng, có nơi thì 23.000. Đây chính là sự khác biệt của giá bán ra. Mức độ chênh lệch giữa mua và bán cũng rất đáng báo động. Bình thường giữa giá mua và bán ra chỉ lệch khoảng 1.000 đồng, thì sáng nay đã lệch tới 2.000 đồng. Cụ thể thì nếu mua Pi, bạn sẽ mua ở mức 25.000. Khi ấy, nếu muốn bán Pi, chợ sẽ chỉ mua lại bạn 23.000 đồng. Lỗ mất 2.000 đồng với một thao tác giữa mua và bán. Đây chính là điểm yếu đáng lo nhất của thị trường OTC. Ngoài việc lừa đảo nhiều thì chênh lệch giá cũng khiến nhiều Pioneer đu đỉnh. Từ các sàn giao dịch như Pirix thì giá đã tăng rất mạnh từ dùng 0.8 lên hơn 1 đô ở lúc FOMO. Đây cũng là dùng đỉnh của năm 2024 đối với giá Pi USDT. Đến khoảng trưa và chiều nay thì giá Bitcoin bắt đầu hạ nhiệt và đang giảm về dùng 24.000 đồng. Phần 3. Điều gì đang thực sự xảy ra với Pi Network? Trước những diễn biến gần đây, chúng ta cần phân tích thông tin một cách trung lập và có phán đoán riêng của mình. Chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn dưới góc nhìn kỹ thuật và đầu tư kinh tế, cụ thể sẽ như sau. Về kỹ thuật, việc mạng lưới đang nâng cấp như hiện tại không phải là lần đầu xảy ra. Khi mạng lưới bị lỗi, điều này chứng tỏ PicoTeam đang thực hiện những update quan trọng cho Open Mainnet. Như chúng tôi đã phân tích trước đây, việc đưa mạng vào Open Mainnet sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chạy. Ít nhất việc chuyển máy nốt cũng sẽ mất vài tháng. Cả mạng lưới bất ổn trong giai đoạn hiện nay là điều dễ hiểu. Điểm sáng trong giai đoạn này chính là pinet.com, cho phép người dùng sử dụng máy tính để vào hệ sinh thái Bitcoin, không bắt buộc phải dùng điện thoại. Về đầu tư tài chính, sau những diễn biến tích cực về mạng lưới, Bitcoin đang có xu hướng tăng giá liên tục. Đến sáng nay, giá đã tạo đỉnh mới trong năm 2024, tăng lên tới 1 đô trên 1 Pi. Thông thường trong đầu tư có một câu nói rất nổi tiếng chắc chắn bạn đã nghe qua. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Hiện trạng vào lúc này của Pi Network cũng chính là tham lam. Cộng đồng đang FOMO khi thấy giá tăng mạnh. Đây chính là cơ hội dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược. Hãy chốt lời khi đang nắm giữ Bitcoin, bán ra từng phần để thu về lợi nhuận. Việc mua thêm tích lũy Pi hay chốt lời bạn đều có thể thực hiện trên sàn giao dịch như Pirix.
Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Bạn có thể gia nhập nhóm Facebook để thảo luận cùng chúng tôi các vấn đề nóng hổi liên quan đến Pinatwork. Link tham gia sẽ được để dưới phần mô tả của video này. Nếu thấy hữu ích, xin mời các Pini hãy để lại một like và comment để ủng hộ kênh và lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Pinatwork và giao dịch an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.